Người yêu gọi rồi. Tao thì gọi lại ấy. Gọi đéo ơi, tầm này không biết á. Thích thì ra con nhiều thích thật. Mệt lắm, vừa về hôm nay Sài Gòn về rồi. Ở bên ở nhà như điều như nào làm gì? Alo? 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 Nói to lên. Alo? Anh đây. Em à? Ừ. Em có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy em? Nghiêm trọng không? Chắc là có. Nghe em nói. Em không biết là bắt đầu từ đâu. Cần cần thì em nói thôi. Dễ em nói thì nói thôi. Em lỡ với anh trai. Nope. Lỡ cái gì? Tại em say quá nên em lỡ. Lỡ cái gì á? Lỡ chuyện của nó. Là chuyện gì? Có đây là xảy ra cái gì? Em có thai rồi. Cái gì á? Em nói lại anh nghe đã. Em có thai rồi. Có lâu chưa? Anh đi công tác 3 tháng mà sao em lại có 2 tháng? Thế hôm nay làm gì cũng đâu mà không nói em sẽ nhận bạn. Thế thôi anh chắc là rút lui thôi. Chúc em hạnh phúc thôi chứ biết nào nói gì bây giờ nữa. Sẽ định bao giờ cưới mà? Cưới nhớ mời anh nhé. Người ta áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay la la la.